Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình khởi động ngày mới thứ năm ngày 10 tháng 3 có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ cơ sở 2 tập trung điều trị các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Huyện Tân Uyên tích cực chỉ đạo các phòng chuyên môn hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây vụ xuân hè. Cộng đồng người Việt tại Ba Lan đã và đang nỗ lực đáp ứng sự trợ giúp tốt nhất dành cho bà con từ Ukraine với tinh thần không để một ai bị bỏ rơi. Vừa rồi là một số tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo điều kiện để cán bộ, hội viên nông dân và các chủ thể có sản phẩm OCOP gặp gỡ đối thoại trực tiếp với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành, đoàn thể tỉnh, để bày tỏ tâm tư nguyện vọng, phản ánh, đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần quan tâm liên quan đến chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Lai Châu phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với cán bộ hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, các chủ thể có sản phẩm OCOP năm 2022. Thời gian đối thoại dự kiến diễn ra vào 13:30 ngày 11 tháng 3 năm 2022 tại Hội trường lớn Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu. Cũng trong ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định về việc phê duyệt đề cương chương trình phát triển đô thị thị trấn Than Uyên và vùng phụ cận đến năm 2035. Theo đó, toàn bộ phạm vi ranh giới hành chính thị trấn Than Uyên và vùng phụ cận theo ranh giới đồ án quy hoạch chung thị trấn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt với tổng diện tích đất tự nhiên 1.263,48 ha. Phát triển đô thị thị trấn Than Uyên theo quy hoạch chung đã được phê duyệt, xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để đầu tư trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm tài nguyên, sử dụng hiệu quả nguồn lực. Chương trình phát triển đô thị là cơ sở để xây dựng các khu vực phát triển đô thị và kế hoạch triển khai thực hiện các khu vực phát triển đô thị, triển khai các dự án đầu tư phát triển đô thị. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có báo cáo về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động theo Nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ. Theo đó, đối tượng cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất là người sử dụng lao động bị tác động bởi dịch dẫn đến có người lao động phải ngừng việc. Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc của chỉ thị số 16. Người sử dụng lao động hoạt động trong 5 lĩnh vực bị ảnh hưởng lớn gồm vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động theo thời gian trả thực tế tối đa 3 tháng, lãi suất cho vay là 0% và không phải thực hiện biện pháp đảm bảo tiền vay. Thời hạn vay vốn tối đa là 12 tháng trong 8 tháng triển khai chính sách hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất đã trợ giúp hơn một lượt doanh nghiệp và người lao động phát triển sản xuất và ổn định việc làm. Bên cạnh công tác khám chữa bệnh cho bà con nhân dân các xã vùng thấp của huyện Sìn Hồ, hiện nay Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ, cơ sở 2 đang tập trung điều trị các ca F0 qua theo dõi điều trị và dựa trên kết quả xét nghiệm PCR, nên một số bệnh nhân đã đủ điều kiện cho ra viện để theo dõi tại nhà. Hai em Lào Thị Trúc và Lào Hải Dương ở xã Nậm Tâm nhập viện từ ngày 17 tháng 2. Trong thời gian cách ly ở viện được các y bác sĩ chăm sóc điều trị và theo dõi sức khỏe, đồng thời hướng dẫn một số biện pháp tự chăm sóc bản thân, nên qua hai lần test PCR cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, đủ điều kiện để Trung tâm Y tế ra quyết định cho ra viện và theo dõi sức khỏe ở nhà. Từ khi kích hoạt khu cách ly cho đến nay, Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ, cơ sở 2, đã cách ly điều trị 84 ca dương tính với COVID-19. Qua công tác chăm sóc và theo dõi điều trị đến nay, sức khỏe của các bệnh nhân đang bình thường. Trong quá trình điều trị thì em được các bác sĩ chăm lo và sức khỏe cảm thấy đỡ hơn ạ. Vâng, được các bác sĩ hướng dẫn cách tự theo dõi sức khỏe bản thân ạ. Nếu có trường hợp thấy khó chịu thì sẽ thông báo cho bác sĩ ạ. Trong khoảng gần một tháng nay thì số lượng bệnh nhân F0 của huyện thì tăng lên rất nhiều. Hiện tại thì là khu điều trị F0 ở tại Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ cơ sở 2 là cũng đang có rất đông bệnh nhân.
cái số lượng cán bộ chúng tôi thì ở cơ sở 2 là cũng còn rất mỏng, rất ít, nên là cái việc chăm sóc cho bệnh nhân là cũng khá vất vả. Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ, cơ sở 2 cho biết, các ca F0 đang điều trị tại khu cách ly đều đã tiêm đủ vaccine. Vì vậy, trong quá trình nhập viện, không có ca nào phải cấp cứu, thở oxy. Đây cũng là hiệu quả từ việc tiêm vaccine phòng chống COVID-19. Cho nên hiện nay, các ca bệnh không triệu chứng là 62, số ca bệnh nhẹ là 22. Trong đó, 4 ca có bệnh lý nền và một phụ nữ có thai, trẻ em dưới 16 tuổi là 31. Cho đến giờ phút hiện tại thì tất cả các bệnh nhân vào điều trị ở cơ sở đều có những cái diễn biến theo chiều hướng thuận lợi, tốt cho sức khỏe bệnh nhân, và cái lượng bệnh nhân được ra viện theo các cái xét nghiệm có thể là làm real-time PCR âm tính hoặc có những xét nghiệm test 2 lần âm tính thì cái lượng bệnh nhân ra viện cũng rất là tốt. Cái kết quả điều trị có thể nói đến giờ phút này là cũng đã khá tốt. Bên cạnh công tác điều trị các ca F0, Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ cơ sở 2 còn chỉ đạo các trạm y tế, các xã trong khu vực tập trung truy vết các ca F0 để cách ly điều trị tại nhà, đồng thời tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K và hướng dẫn xử lý rác thải y tế, rác thải sinh hoạt có nguy cơ lây nhiễm để hạn chế mức thấp nhất dịch bệnh lây lan. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Từ đầu năm đến nay, hoạt động chính sách tín dụng trên địa bàn huyện Phong Thổ cơ bản ổn định. Người dân được tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển sản xuất kinh doanh một cách kịp thời, không phát hiện có tình trạng tín dụng đen xảy ra tại địa bàn. Theo thống kê từ các ngân hàng, tổng huy động vốn cho đến thời điểm này đạt trên 687 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huy động vốn trên 364 tỷ đồng, Ngân hàng Đầu tư 316 tỷ đồng và Ngân hàng Chính sách Xã hội trên 57 tỷ đồng. Thông qua các hoạt động tín dụng ngân hàng và các chính sách hỗ trợ tín dụng của nhà nước, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận các dịch vụ tiện ích, phát huy được hiệu quả nguồn vốn trong phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập. Đồng thời, đây là giải pháp hữu ích để hạn chế, đẩy lùi tình trạng tín dụng đen. Xác định giáo dục là một trong những tiêu chí then chốt trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, tỉnh Lai Châu đã tập trung đồng bộ nhiều giải pháp để có bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục, nhất là ở các huyện vùng cao còn nhiều khó khăn. Để thực hiện được những mục tiêu đó, tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, huy động nguồn lực đầu tư cho giáo dục, đặc biệt là đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 171 trường đạt chuẩn quốc gia. Toàn ngành giáo dục có 7.094 phòng học, tổng số trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất của 94 xã đạt 135 trường, trong đó có 61 trên 94 xã đạt tiêu chí. Hiện nay, do tác động của đại dịch COVID-19, giá một số loại phân bón tăng cao từ 50 đến 160% so với thời điểm cuối năm 2020 đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người nông dân. Giá phân bón tăng sẽ kéo theo các nguy cơ sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, găm hàng, tích trữ để đẩy giá lên cao, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Ở một số vùng sản xuất vẫn còn tình trạng lạm dụng phân bón vô cơ, sử dụng phân bón lãng phí, làm tăng chi phí sản xuất, ô nhiễm môi trường và gây mất cân bằng hệ sinh thái nông nghiệp. Trước tình hình như vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương và đơn vị trực thuộc tăng cường tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân sử dụng các loại phân chuyên dùng cho từng loại cây trồng, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, nhất là phân bón hữu cơ truyền thống do người dân tự ủ. Sử dụng phân bón cân đối, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện sản xuất trồng trọt tại địa phương. Đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình sản xuất như 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, hệ thống thâm canh lúa cải tiến SRI, mô hình quản lý dịch hại tổng hợp, mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, mô hình liên kết sản xuất. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát thị trường phân bón các cơ sở kinh doanh, buôn bán trên địa bàn. Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, đầu cơ tích trữ, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng. Thưa quý vị và các bạn, xác định cây trồng vụ xuân hè là cây trồng thâm canh tăng vụ, tạo việc làm, tăng thu nhập cho bà con nông dân. Chính vì vậy, việc mở rộng diện tích gieo trồng và đưa những giống cây có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất được huyện Tân Uyên coi trọng từ nhiều năm nay. Để đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra, ngay từ đầu vụ, huyện đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với các xã thị trấn đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động bà con tích cực làm đất để gieo trồng. Chính vì vậy, đến nay huyện đã hoàn thành gieo trồng xong toàn bộ diện tích theo kế hoạch đã đề ra.
Vụ xuân hè năm nay, huyện Tân Uyên gieo trồng được trên 650 ha cây ngô, chủ yếu là các giống ngô lai VN885, Biosit 9698, MX6, HN88. Trong đó trên chân ruộng một vụ 418 ha, trồng bãi là 233 ha. Ngoài ra, bà con nông dân trên địa bàn còn gieo trồng một số loại cây như lạc, đỗ tương và cây rau màu các loại. Xác định tầm quan trọng của việc trồng cây xuân hè, ngay từ đầu, huyện đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã thị trấn, tuyên truyền vận động bà con nông dân thực hiện nghiêm khung lịch thời vụ, đảm bảo quy trình kỹ thuật nhằm tăng năng suất, sản lượng để đạt giá trị kinh tế cao. Để thực hiện tốt việc sản xuất vụ đông xuân và xuân hè năm 2022, thì ngay từ đầu năm, phòng thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, tham mưu để thực hiện các chỉ tiêu đạt về diện tích. Đối với các cái cây rau màu, cây ngô thì tranh thủ thời tiết thuận lợi, đặc biệt là trong thời gian vừa rồi có những cái trận mưa vụ, thì đôn đốc người dân đẩy nhanh cái tiến độ gieo trồng, đặc biệt là cây ngô và cây rau màu xuống ruộng một vụ. Song song với việc đấy là hướng dẫn người dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại và để đảm bảo cái năng suất, chất lượng đề ra. Nhờ hiệu quả của cây trồng vụ xuân hè từ những năm trước, năm nay tại huyện Tân Uyên đã có nhiều hộ trên địa bàn mở rộng diện tích và coi đây là tăng thu nhập cho người dân. Vụ xuân hè năm nay, gia đình anh Tòng Quốc Tự, bản 24, thị trấn Tân Uyên đã gieo trồng trên 2.000m2 cây ngô và gần 300m2 lạc. Để cây sinh trưởng và phát triển tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Những ngày vừa qua, anh Tự thường xuyên thăm đồng, chăm sóc cây trồng và theo dõi tình hình sâu bệnh để có biện pháp phun trừ kịp thời, đảm bảo năng suất sản lượng đã đề ra. Năm nay gia đình tôi trồng hơn 2.000 mét vuông ngô. Gia đình chúng tôi đang chăm sóc để cây ngô phát triển khỏe mạnh hơn, cho năng suất hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Để việc gieo trồng vụ xuân hè giành thắng lợi, hiện bà con nông dân trong huyện cũng đang tích cực chăm sóc và bảo vệ những diện tích đã trồng, đồng thời chủ động theo dõi tình hình sâu bệnh gây hại để có các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Với sự nỗ lực vào cuộc của các đơn vị chức năng cũng như sự đồng thuận của bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn sẽ là cơ sở để huyện Tân Uyên thực hiện thắng lợi mục tiêu trong sản xuất cây trồng vụ xuân hè, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân trên địa bàn toàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày, mùng 4, mùng 5 tháng 3 tại trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Lai Châu đã diễn ra kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2022 với 46 thí sinh của hai đơn vị trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh tham dự. Theo thông tin từ Hội đồng coi thi, kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. 100% thí sinh đăng ký tham dự dự thi. Ghi nhận của phóng viên Trọng Quân, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2022 tại tỉnh diễn ra với 8 môn thi: ngữ văn, lịch sử, địa lý, toán, vật lý, sinh học, hóa học và tiếng Anh. Do dịch COVID-19 nên kỳ thi lùi thời gian so với các năm trước và chỉ làm bài thi viết, không thi phần thực hành. Đây cũng là điểm mới của kỳ thi năm nay. Phạm vi nội dung các môn thi bám theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và chương trình chuyên sâu các môn chuyên trung học phổ thông. Ban tổ chức kỳ thi sẽ tổ chức chấm thi từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 4 và công bố kết quả ngay sau đó. Đầu năm, Sở Giáo dục đã tập trung chỉ đạo các cái đơn vị thực hiện ôn luyện, và Sở Giáo dục cũng đã tổ chức thi chọn, thành lập đội tuyển ở 8 môn thi với 46 thí sinh của trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và có 3 thí sinh là của trường Dân tộc Nội trú tỉnh tham gia thành lập đội tuyển và tổ chức thường xuyên ôn luyện, làm sao cố gắng để nâng cao cái chất lượng và hiệu quả đối với lại đội tuyển của học sinh giỏi của tỉnh Lai Châu. Và đến thời điểm này thì kỳ thi đã diễn ra đảm bảo an toàn, đúng quy chế. Theo đánh giá sơ bộ thì các em đều hết sức là cố gắng để tập trung vào làm bài, và cũng đánh giá sơ bộ là chúng tôi thấy là kết quả mà chúng tôi hy vọng là kết quả sẽ đáng rất là khả quan. Theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường có học sinh tham gia dự thi đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ công tác ôn luyện cho đến điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ cho công tác tổ chức thi. Đánh giá sơ bộ, các thí sinh làm bài thi nghiêm túc, đúng quy chế. Với lượng kiến thức tốt và tập trung sự cao độ, theo thông tin từ các thí sinh,
đa số các em làm bài trôi chảy và cần nhiều tờ giấy thi để phục vụ cho bài thi của mình. Trong 2 ngày thi thì hôm nay bản thân em có phát huy tốt hơn một chút so với hôm qua. Thế nên là kết quả của ngày hôm nay chắc là cao hơn hôm qua một tí. Và đối với kỳ thi này thì mang lại cho chúng em rất là nhiều... mang lại cho chúng em rất là nhiều kinh nghiệm. Kinh nghiệm mà khi mà được tham gia một kỳ thi học sinh giỏi mà cái quy mô lớn như thế này, đó là trên toàn quốc gia, và cũng giúp chúng em có thêm được nhiều kiến thức hơn trong cái quá trình ôn luyện từ tháng 7 năm 2021 đến tận bây giờ để có thể đạt được cái mức kiến thức tốt nhất để tham gia chinh chiến, tham gia thi. Và cái kỳ thi này thì em cảm thấy khá là vui khi mà được tham gia, và em mong là sang năm sẽ còn được tham gia lần nữa. Đối với bản thân em, đi thi cuộc thi này đã là một vinh dự lớn trong cuộc đời của em. Và trong 2 ngày gần đây thì em đã cố gắng hết sức mình để đạt được kết quả tốt nhất trong cuộc thi này. Được biết học sinh đạt giải chính thức trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sẽ được ưu tiên tuyển thẳng vào các trường đại học cao đẳng. Ngoài ra, học sinh có tên trong danh sách đội tuyển học sinh giỏi quốc gia cũng sẽ có nhiều cơ hội được nhận vào học tại các trường đại học cao đẳng hàng đầu ở trong nước. Trước và sau kỳ thi diễn ra, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường, có thí sinh tham gia dự thi và phụ huynh đã dành sự động viên khích lệ rất lớn cho những hạt giống tri thức của tỉnh nhà. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, số lượng bà con từ Ukraine sơ tán sang Ba Lan ngày càng tăng, gây khó khăn nhất định trong việc hỗ trợ cung cấp nơi ăn ở và nhu yếu phẩm cho bà con. Tuy nhiên, cộng đồng người Việt tại Ba Lan đã và đang nỗ lực hết mình để có thể đáp ứng sự trợ giúp tốt nhất dành cho bà con từ Ukraine với tinh thần không để một ai bị bỏ rơi. Chùa Nhân Hòa tại Ba Lan hiện là một trong những nơi tiếp nhận người Việt sơ tán từ Ukraine sang Ba Lan. Văn phòng công ty của chị Nguyễn Thị Việt Nga, một trong số nhiều bà con người Việt tại Ba Lan, vừa mới được tu sửa cũng đang được sử dụng để thu xếp nơi ăn ở cho bà con lánh nạn. Chị Nga cũng kêu gọi trong cộng đồng quyên góp chăn đệm để kịp thời đảm bảo ấm áp cho bà con. Và rất nhiều người đã liên hệ với chị để gửi viện trợ. Bọn em thì ở Warsaw nên là cái điều kiện mà để đến những cái khu vực ga tàu trung tâm ấy thì nó rất là thuận lợi. Thì khi mà em thấy là cái lượng người trở về Warsaw rất là đông như thế và họ không có chỗ ăn, chỗ ở, thì bọn em đã quyết định là lấy cái khu nhà của bên mình mà đang được tu sửa để mà làm với một mục đích bureau, thì bọn em quyết định là lấy cái khu nhà đấy để mà hỗ trợ mọi người trong cái thời gian này để tạm lánh nạn. Nghĩa tình đồng bào của cộng đồng người Việt tại Ba Lan đã khiến bà con từ Ukraine sang lánh nạn không khỏi bồi hồi xúc động. Khi đến được Ba Lan thì chúng tôi được sự giúp đỡ của đội thiện nguyện Hội Người Việt Nam tại đất nước Ba Lan rất là nhiệt tình giúp đỡ và chỉ dẫn những cái điều mà chúng tôi còn bỡ ngỡ và đang trong lúc đang hoảng loạn. Nên chúng tôi bây giờ thực sự là chị hai bàn tay trắng lên muốn nhờ sứ quán ở bên Ba Lan và tất cả cộng đồng người Ba Lan để giúp đỡ chúng tôi, kêu gọi về chính phủ để có một ngày sớm nhất để chúng tôi được hồi hương Việt Nam ạ. Chúng tôi xin cảm ơn. Bên cạnh việc hỗ trợ nơi cư trú cho bà con từ Ukraine sang lánh nạn, nắm được nguyện vọng bà con muốn đăng ký về nước hay bay sang nước thứ ba, cộng đồng người Việt tại Ba Lan đã xây dựng bộ câu hỏi thường gặp và câu trả lời được kiểm chứng thông qua cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam hay của chính quyền sở tại để giúp ích bà con có những quyết định tiếp theo cho phù hợp. Tất cả những ai mà có một cái nhu cầu mà phải chạy sang phía Ba Lan để hỗ trợ thì cộng đồng người Việt Nam cũng đã nguyện hết cái sức mình để coi như hỗ trợ bà con. Và cũng cái thực tế là trong một chục ngày đầu tiên thì những cái việc ấy đã xảy ra, một cái gọi là cố gắng làm sao lo lắng cho bà con được cái chỗ ăn, chỗ ở cũng như là chăm sóc về sức khỏe các thứ vân vân đối với bà con. Thế nhưng ở một cái lĩnh vực khác nữa thì trong cái giai đoạn tiếp tới là bà con mất hết cả các tài sản của mình và chỗ nơi sinh sống cũng như là sinh hoạt ở bên Ukraine thì phải có đứng trước một cái lựa chọn, hoặc là về Việt Nam, hoặc là đi một nước thứ ba, hoặc là xin ở lại tị nạn ở châu Âu hoặc ở Ba Lan, vân vân. Vì vậy nên là chúng tôi xác định là sẽ phải xây dựng một cái team gọi là team truyền thông để làm sao là cái sự hỗ trợ nó sẽ đến được bà con, và tốt nhất là đến được cả những cái người mà vẫn còn đang ở U, chưa có thể ra được khỏi Ukraine.
Cộng đồng người Việt tại Ba Lan hy vọng đón tiếp đầy đủ bà con từ Ukraine với phương châm không để bất kỳ bà con nào bị bơ vơ, bỏ rơi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chương trình cũng được chúng tôi đăng tải trên kênh YouTube và trên trang fanpage có địa chỉ Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Quý vị có thể đăng ký để theo dõi các chương trình chúng tôi tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.